Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin kính chào toàn thể quý khách ạ. Đấy thì ngày hôm nay là ngày cuối tháng âm. Bên công ty từ sáng đến giờ xuất hành lên đường khá là nhiều. Mà bây giờ em Hồng mới có thời gian để mà quay video gửi đến toàn bộ quý khách hàng là hàng bên công ty lại xuất xưởng. Hàng xuất xưởng lên đường vào ngày cuối tháng quá là bận rộn các bác ạ. Chuyến hàng này là chuyến hàng thứ tư của ngày hôm nay rồi. Thời tiết rất là nắng nóng đấy. Nhưng mà bên công ty vẫn phải cố gắng để vận chuyển hàng cho kịp tiến độ cho khách hàng. Vì ngày mai là đầu tháng 7 rồi, cho nên là hôm nay là ngày cuối tháng, phải vận chuyển giao hàng cho khách khẩn trương. Đấy. Lên đường cho khách hàng một bộ K3 bằng gỗ cẩm hồng, quá là đẳng cấp. Hàng rất là long lanh luôn. Đấy. Thì em Hồng có quay một video để gửi tới anh có đang theo dõi kênh YouTube này, Facebook Cầu Sông Đào này, Zalo Tiến Hoàng Anh này. Đấy, có thể biết được là hàng đang tiến hành cẩu cho anh rồi nhá. Nên là anh chuẩn bị dinh em nó về với không gian của nhà mình. Đấy. Đây em đang đứng trước cơ sở 2 của Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến. Và bên em thì hiện tại là cơ sở 1 thì có đang sản xuất rất là nhiều các cái mặt hàng như bàn ghế này, kệ tivi hoặc là sofa. Các ba, đấy. Đây là những các cái chi tiết của cái kệ tivi này đang làm gấp gáp cho khách hàng. Vào 8 giờ tối ngày hôm nay anh sẽ nhận hàng một cái kệ tivi 3 tấc bằng gỗ lim. Đấy. Nu lim này các bác ạ. Các bác có nhìn thấy rõ không ạ? Một cái kệ tivi 3 tấc này, hàng rất là nục nạc. Hàng không tì vết. Đấy. Các bác nhìn thấy rõ nhá. Hàng không tim, không rác này. Rất là đẹp. Đang được bác thợ phun lót. Đây. Một cái kệ tivi này quá là đẳng cấp. Hàng không tì vết luôn. Kệ tivi 3 thớt. Đấy. Kèm theo đấy là những các cái cục kê này. Cục kê của cái kệ tivi này cũng được chọn lọc, phôi rất là cẩn thận. Tất cả các cái chi tiết đấy. Và ở đây thì có một đôi ghế của một cái bộ bàn ghế K3 dày 20cm được khách hàng ở Hà Nội đặt. Một bộ bàn ghế K3 kích thước rất là dài, rất là rộng và rất là dày luôn các bác ạ. Đây, em quay rõ cho các bác thấy nhá. Hàng đang ở phần thô mộc mạc này, quá là đẳng cấp luôn phải không ạ? Bộ bàn ghế này mà cho vào không gian nhà bác thì thôi rồi, vì nó đang ở phần mộc thôi, chưa được phun lót hay là xử lý gì đâu. Đấy mà là quá long lanh rồi, sau khi hoàn thiện mà đưa vào không gian nhà bác thì quá là hợp lý rồi. Thì hiện tại ở bên cơ sở 1 bên em thì có đang sản xuất tất cả các cái mặt hàng như là sofa này, K3, kệ tivi rất là nhiều, nên là các bác hãy nhanh tay đặt hàng trực tiếp để được tư vấn nhiệt tình, để quý khách hàng có thể sở hữu những các cái bộ bàn ghế K3, bộ bàn ghế sofa hoặc các cái kệ tivi mà theo kích thước, theo không gian của nhà mình. Hoặc tiếp theo đấy là ở bên cơ sở 2 thì có đang sản xuất các cái hệ chiếu phản, hàng nguyên khối này, hàng một tấm này, chiếu đôi này, hàng khủng này có rất là nhiều. Nên là các bác hãy nhanh tay liên hệ đến gỗ Hoàng Anh Tiến để được tư vấn nhiệt tình, và quý khách hàng có thể sở hữu những cái bộ chiếu ngựa hoặc các cái hàng hệ nguyên khối này vô cùng độc đáo tại bên công ty em theo số điện thoại sau 0931392777 hoặc 0977999000. Hoặc quý khách hàng có thể đến tại cơ sở của chúng em theo hai địa chỉ sau: cơ sở 1, thôn Nhị Hà, xã Hoàng Cát, huyện Hồng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; cơ sở 2, đường Tránh, thành phố Cầu Sông Tàu, thành phố Thanh Hóa. Phản Ngựa Hoàng Anh Tiến xin chân thành cảm ơn.